Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về của bên em nhé. Hôm nay bên em lại tiếp tục về được một lô mic Beyer vỉ xanh. Dòng mic Beyer thì 2 năm nay là quá quen thuộc với lại thị trường Việt Nam mình rồi. Nó rất là dễ hát, nó là dòng mic dành sinh ra để dành cho phòng hát và gia đình các bác nhé. Đấy, vỉ xanh và vỉ tím thì nó chỉ khác nhau mỗi màu vỉ thôi. Em và rất nhiều các anh em khác đã làm nhiều video để phân tích cho các bác rồi nhé. Các bác nào mà nhiều tiền thích theo phong trào thì đi mua vỉ tím. Bác nào mà gọi là hay tìm hiểu mà hiểu biết ấy, đấy, bỏ ra số tiền ít hơn nhưng mà chất âm thì lại vẫn như vậy thôi nhé. Đấy, vỉ tím với vỉ xanh chất âm nó như nhau thôi, nhưng mà vì dân mình chuộng vỉ tím hơn, thế là cái giá của vỉ tím lúc nào nó đắt hơn giá vỉ xanh. Ở bên kia cứ ai mà tìm nhiều, mua nhiều một cái sản phẩm nào đó thì người ta sẽ tăng giá cái sản phẩm đó lên, và cái sản phẩm còn lại ít người mua hơn ấy, thì nó sẽ rẻ đi. Đấy, còn em phân tích các bác rất nhiều rồi, mạch nó giống nhau nhé, chất âm của nó không khác nhau cả. Men máy sản xuất năm 2013, được bán ra thị trường vào năm 2014 các bác nhé. Bán ra thị trường vào năm 2014. Đầu thu cái lô này là em về được hơn 30 bộ. Đầu thu phay nhôm trắng các bác nhé, rất là đẹp. Đấy, và tay mic cũng màu trắng, có lẫn mấy bộ tay mic màu đen, 4 bộ tay mic màu đen. Cái lô này nó cũng giống như cái đợt lô màu trắng màu đỏ chứ em lấy. Bên kia là người ta toàn bộ là người ta sử dụng cái côn mic của cái dòng Rilica 3600 các bác nhé. Đấy, tiếng rất là hay, sạch sẽ. Đấy, đẹp long lanh luôn, trắng như ngọc trinh. Rất là đều các bác nhé. Đấy, đẹp đều. Mua trước như mua sau đều đẹp như nhau hết. Cái lô này nó đều tăm tắp luôn, 10 bộ như một. Và giá là 1.800.000, bao ship toàn quốc, tặng kèm đầy đủ dây tác chống lăn các bác nhé. 1.800.000 cho một bộ mic Beyer vỉ xanh có tự ngắt. Đấy, và côn của Rilica 3600 nhé. Cái hãng Winter ở bên Trung Quốc này rất là chịu chơi các bác nhé. Đặt luôn hẳn côn của Rilica 3600 về để lắp vào dòng Beyer vỉ xanh này, để người ta sử dụng cho cái sàn của người ta. Đấy, bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm một bộ mic ngon, dễ hát và giá thành hợp lý thì liên hệ với em nhé. Đấy, dòng này là cố tự ngắt các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.